nói đến môi trường làm việc trong ngành bất động sản thì mình tự tin nói với các bạn là quyết định mình chọn Wikiland là điểm làm việc là một quyết định sáng suốt. Ban lãnh đạo của Wikiland là những anh chị có kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực bất động sản. Do đó những sản phẩm mà anh chị lấy về cho kinh doanh để tư vấn khách hàng rất là chất lượng về an toàn và pháp lý và có sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra với kinh nghiệm như vậy thì anh chị lại rất hỗ trợ cho anh em kinh doanh trong vấn đề chốt khách hay là những đưa ra những cái key chốt khách cho anh em kinh doanh. Bộ phận thứ hai mình rất ấn tượng đó là bên bộ phận admin rất là nhanh chóng trong vấn đề gửi thông tin thị trường dự án nhanh nhất đến với anh em kinh doanh để anh em kinh doanh có công cụ tư vấn và gửi đến cho khách hàng nhanh nhất. Đồng thời liên quan đến cái vấn đề là thủ tục để bộ phận kinh doanh nhận được hoa hồng nhanh nhất thì bạn rất là chỉnh chu và hoàn tất các thủ tục rất là nhanh. Do đó Wikiland luôn tự tin là luôn có phí và hoa hồng nhanh nhất cho phòng kinh doanh. Cái thứ hai đó là bên phòng marketing, đó là những bạn rất là chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong vấn đề chuẩn bị các công cụ như video, về clip, về brochure, leaflet để cho anh em kinh doanh tự tin cầm đó và gửi đến cho khách hàng. Đồng thời liên quan tới phòng marketing thì sẽ có một lượng khách hàng lớn gửi về cho phòng kinh doanh và mình khẳng định lượng khách hàng, những khách hàng mà phòng kinh doanh nhận được đó là những khách hàng chất lượng và quan tâm thật sự về thị trường Phú Quốc. Nhân sự ở Wikiland thì phải nói là cực kỳ thân thiện nha, rất là hòa đồng. Và khi mà đến làm việc thì mọi người đối xử với nhau giống như là gia đình của mình vậy đó. Anh em chỉ cần tập trung làm việc thôi chứ không cần phải tranh đấu, đấu đá hay là suy tính gì nhiều hết trơn. Cực kỳ thoải mái như ở nhà. Chi nhánh thì hiện tại công ty mình có 3 chi nhánh chính ở Sài Gòn, ở Hà Nội và ở Phú Quốc. Mỗi sáng đến văn phòng đều có cảm hứng làm việc. Và văn phòng của mình là nằm ngay một cái khu đô thị sang xịn mịn. Anh em có đi hẹn khách hay là đi công việc thì cũng đều cực kỳ gần. Thì hiện tại mình đã có văn phòng rồi, mình có sẵn nhà ở cho nhân viên ở đó luôn và mình có đặc biệt là có xe đời mới. Thì anh em mỗi lần mà đi công tác ở Phú Quốc thì chỉ cần chuyên tâm tập trung công tác thôi, mọi vấn đề khác đã có công ty lo hết rồi. Và hiện tại thì mỗi năm công ty mình đều có những chương trình team building và du lịch cho anh em và chương trình đào tạo thường xuyên. Anh em ngồi cùng trao đổi, chia sẻ, trò chuyện với nhau hàng tháng nên level tư vấn của các bạn chuyên viên kinh doanh sẽ lên đều đặn ha. Anh em mình cứ yên tâm về khoản đó.